việc thôi. Đâu cái đèn đâu? Ông xô quá. Cái gì? Mua đâu vậy? Mua mà chợ chứ đâu? Mà chợ đẹp không? Đẹp. Đâu? Bắt cá ơi, bắt cá cho bác ba coi coi. Bắt ba. Đâu? Có không? Có. Đâu cho bác ba coi coi. Trời ơi, cá chút xíu rồi ông ơi. Cái quay hả? Ừ. Cái máy. Ba nội con cục chắc lắm, không có được. Kìa mấy kim lại chống mũi kìa. Biết bơi không? Rồi đẩy ra thôi. Bơi cái mũi không ra chân ông. Cá giò này dai dữ rồi ha. Thì ra tay tượng à. Ra này hái chấm cá giò kho lạc hết sảy luôn rồi. Cậu cần trồng hoa nào vậy? Chuẩn bị chiến đấu rồi cả nhà ơi, tất cả cũng đã sẵn sàng hết rồi, giờ mình chỉ còn đợi cái mấy anh em mình lại thì dùng tiệc thôi cả nhà ơi. Nay nhậu rồi ca hát luôn nha cả nhà. Về miền Tây là chơi hết mình luôn cả nhà ơi. Ở đây nhậu cũng mát lắm cả nhà. Quán cũng thiết kế được trên mặt hồ nước. Xung quanh thì có dừa. Gió thổi liêu riêu. Bye.
Bài từ mua thuê hay là bài buồn chim ơi hay bài đó đi. Thiệt buồn làm chim ơi đi ừ. Em rồi. Đó, con vô đây con chưa nghe Hoài Lâm hát bản nào về mất tiêu rồi à, cái gì vậy chăng nè ơi chăng chơi hái đồ của Hoài Lâm nè hái đồ của Hoài Lâm nè Oh,
Sao? Hết cái này cô chèo lắm. Bây giờ cái chồng này sao?